Vâng, lạy Chúa cứu thế.
và theo lời người dạy. Chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi.